thứ 96. Đầu tiên chúng ta đây là một câu mã ẩn dụ là gì? Ví dụ, anh đội viên nhìn bác càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Ở ví dụ trên, cụm từ người cha được dùng để chỉ ai? Ở ví dụ này thì chúng ta thấy người cha dùng để chỉ bác Hồ. Vậy thì tại sao bác Hồ lại được ví như người cha? Bác Hồ được ví như người cha bởi bác với người cha có những phẩm chất giống nhau. Đó là giống nhau về tuổi tác, giống nhau về tình yêu thương con, sự chăm sóc chu đáo đối với con. Thì ở đây rõ ràng bác Hồ chăm sóc các anh bộ đội như người cha đang chăm sóc và quan tâm yêu thương con của mình. Thì đó, cái cách gọi, cái cách ví von như vậy người ta gọi là phép ẩn dụ. Vậy thì chúng ta cho cô biết là cái cách nói này còn gọi là ẩn dụ có gì giống và khác nhau với cái phép so sánh. Chúng ta đi vào cái ví dụ tiếp theo, chúng ta so sánh ha. Thì giống giữa ẩn dụ và so sánh thì phải có sự so sánh sự vật A với sự vật B. Khác nhau là về so sánh thì có hai vế, phải có vế A với B. Hai vế này là đối chiếu với nhau, và hai giữa A và B này có sự tương đồng. Còn về ẩn dụ thì không có vế A, vế A ẩn đi cho nên người ta gọi là ẩn dụ. Và ẩn dụ là không đối chiếu mà gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên gọi của sự vật hiện tượng khác. Cả hai sự vật này phải có nét tương đồng với nhau. Và ẩn dụ người ta cũng gọi là so sánh ngầm. Đó là những điều giống và khác giữa so sánh và ẩn dụ. Chị thì qua tìm hiểu, em nào có thể cho cô biết thế nào là ẩn dụ? Chúng ta có thể nêu cụ thể về ẩn dụ ha. Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Phần này mấy em về coi lại trang 68. Chúng ta đi qua hai la mã các kiểu ẩn dụ. Thì đây là một bài tự học có hướng dẫn. Cái phần hai la mã này cô sẽ cho mấy em đọc hướng dẫn và mấy em tham khảo. Mấy em về xem thêm ở phần sách giáo khoa. Ví dụ thứ nhất, về thăm nhà bác làng sen có hàng găm bụt thắp lên lửa hồng. Vậy thì cho cô biết là cái từ thắp và từ lửa hồng ở đây dùng để chỉ những sự vật hiện tượng gì? Và có vì sao có thể ví là như vậy? Thì ở đây là thắp lửa hồng. Thắp là chỉ sự nở hoa của hoa dâm bụt. Lửa hồng là chỉ cái màu đỏ của hoa dâm bụt. Vì sao chúng ta có thể ví như vậy? Bởi vì nó có những cái nét tương đồng với nhau. Nở hoa được ví với hành động thấp, chúng giống nhau về cái cách thức thực hiện hành động. Màu đỏ được ví với lửa hồng. Màu đỏ và lửa hồng, hai sự vật này nó có giống nhau về cái hình thức. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có hai kiểu ẩn dụ. Kiểu ẩn dụ cách thức đó là dựa vào sự tương đồng về hình, về cái cách thức thực hiện hành động. Và kiểu ẩn dụ hình thức đó là dựa vào sự tương đồng về hình thức giữa các sự vật hiện tượng. Chúng ta tiếp tục, chúng ta tìm hiểu cái bài tập tiếp theo, ví dụ tiếp theo. Chào ơi, trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nói lại chim bao đứt quãng. Vậy thì chúng ta nhìn vào trong cái ví dụ này và cho cô biết cách dùng từ trong cái cụm từ in đậm nắng giòn tan có gì đặc biệt so với cách nói thông thường. Thì giòn tan là thường nói, đó là trong đặc điểm của bánh chúng ta phải cảm nhận bằng vị giác. Mà ở đây nắng không thể nào dùng vị giác để cảm nhận được. Nhưng ở đây là từ nắng giòn tan, sử dụng từ giòn tan để nói về nắng là sự chuyển đổi cảm giác. Đó là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác dựa vào sự tương đồng về cảm giác. Chúng ta xem cái ví dụ tiếp theo. Người cha mái tóc bạc. Như mình đã tìm hiểu, người cha ở đây là nói về bác Hồ. Bởi vì bác Hồ và người cha có cùng phẩm chất,
Thì ở đây người ta gọi là ẩn dụ phẩm chất, đó là sự tương đồng về phẩm chất giữa các sự vật hiện hiện tượng. Vậy thì qua bốn cái ví dụ các kiểu ẩn dụ, chúng ta có thể tóm lại đó là có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp: ẩn dụ về hình thức, ẩn dụ về cách thức, ẩn dụ về phẩm chất và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Phần này thì mấy em về xem lại và xem thêm được con ha. Chúng ta đi qua hai ba la mã, chúng ta đi luyện tập bài tập thứ nhất: so sánh đặc điểm và tác dụng của các ba cách diễn đạt sau. Cách thứ nhất, Bác Hồ mái tóc bạc. Cách thứ hai, Bác Hồ như người cha. Và cách thứ ba, người cha mái tóc bạc. Chúng ta so sánh cách diễn đạt của ba cái cách này, tác dụng của nó. Thì chúng ta thấy rõ ràng cách diễn đạt thứ nhất là cách diễn đạt thông thường, diễn đạt bình thường, miêu tả bình thường. Cách diễn đạt thứ hai có sử dụng biện pháp tương từ, đó là biện pháp tương từ so sánh. Và cách diễn đạt thứ ba là có sử dụng ẩn dụ. Thì trong ba cách này thì chúng ta thấy là tác dụng của cái cách có sử dụng các ẩn dụ, đó là làm nổi bật lên cái tình cảm của bác dành cho anh đội viên, cũng giống như tình cảm của người cha dành cho con. Người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh. Chúng ta qua cái bài tập số 2. Tìm các ẩn dụ trong những ví dụ dưới đây, nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau. So sánh ngầm chính là ẩn dụ hả mấy em? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu một. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thì ở đây chúng ta thấy là ăn quả là cái người hưởng thụ thành quả lao động, đó là ẩn dụ cách thức. Kẻ trồng cây là người lao động, người tạo ra thành quả, là ẩn dụ phẩm chất. Chúng ta thấy là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mực và đèn chỉ cái phẩm chất, đó là cái xấu, đèn và sáng cái tốt, cái hay, đó là ẩn dụ về phẩm chất. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì mật dạ khăng khăng đợi thuyền. Bến ở đây là người ở lại, thuyền người đi xa, ở đây là phẩm dụ, ẩn dụ phẩm chất. Thường là bến là người con gái và thuyền là người con trai. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì cái mặt trời thứ hai là chỉ Bác Hồ, ẩn dụ phẩm chất. Bác giống như mặt trời thiên nhiên, đó là chiếu sáng cho toàn nhân loại. Chúng ta qua bài tập thứ ba, tìm những ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và nêu lên tác dụng của chúng. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập ha. Buổi sáng mọi người đổ ra đường, ai cũng muốn ngẩng lên để thấy mùi hồi chín chảy qua mặt. Tô Hoài. Thì ở đây là mấy em nhìn cái sách giáo khoa và mấy em nhìn lên cái phần ví dụ cô vừa cho mấy em tìm hiểu. Ở đây là chúng ta thấy là có từ mùi hồi chín chảy qua mặt. Mùi chúng ta phải cảm nhận bằng khứu giác, thì ở đây chảy qua mặt lại cảm nhận bằng thị giác và xúc giác. Từ khứu giác chuyển qua thị giác xúc giác gọi là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, và thể hiện cái chính xác cái tâm trạng thích thú yêu quý sản vật mùi vị quê hương của tác giả. Tiếp theo, cha lại dắt con đi trên cát mịn nắng, ánh nắng chảy đầy vai. Chúng ta thấy là nắng không thể nào là chúng ta cảm nhận bằng bằng xúc giác được. Nắng thì chúng ta cảm nhận bằng thị giác, và ở đây chảy đầy vai, chảy thì phải cảm nhận bằng xúc giác. Vậy thì từ thị giác chuyển đổi sang xúc giác là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, thể hiện cái lòng tràn đầy niềm vui sướng ấm áp của người cha và đứa con. Chúng ta qua câu B. Ngoài thiền gơi tiếng lá, chiếc lá đa tiếng gơi rất mỏng như là gơi nghiêng. Thì chúng ta thấy là tiếng gơi là không thể nào nghe cái tiếng thì phải thể hiện bằng
nghe bằng thính giác, nhưng ở đây là tiếng rơi rất mỏng, từ mỏng không thể nào bằng thính giác mà phải là bằng xúc giác. Thì ở đây chuyển đổi từ thính giác sang xúc giác, gợi tả không gian tĩnh lặng, thể hiện cảm nhận tinh tế nhạy cảm của nhà thơ trước tiên thiên nhiên. Chúng ta qua câu D. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá, em thấy cơn mưa gào ướt tiếng cười của bố Phan Thế Cải. Như thì mấy em thấy là tiếng cười ướt, ướt thì phải cảm nhận bằng xúc giác, nhưng ở đây là ướt tiếng cười của bố. Tiếng cười thì phải cảm nhận bằng thính giác, ở đây là từ xúc giác chuyển sang thính giác. Gợi tả sự lạc quan yêu đời của người bố trước mặt con, cho dù cuộc sống có nhiều gian nan vất vả. Từ xúc giác chuyển sang thính giác ha. Vậy thì chúng ta có thể về xem thêm, coi lại ẩn dụ chuyển đổi cảm giác là hai cái cảm giác này là nó có sự tương đồng. Và về mấy em xem thêm phần này cho cô ha. Thì qua các cái ví dụ và những như bài tập đã tìm hiểu, thì cô hướng dẫn mấy em về nhà tự học. Thứ nhất là mấy em phải nhắc lại cho cô ẩn dụ là gì. Có mấy kiểu ẩn dụ, cho ví dụ minh họa và phân tích tác dụng của từng kiểu ẩn dụ nhé. Học bài và làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập, mấy em chuẩn bị bài cho cô, đó là bài thơ Lượm của Tố Hữu. Mấy em đọc bài thơ và chú thích như sự hiểu biết của em về tác giả Tố Hữu và đôi nét về tác phẩm. Đọc và trả lời câu hỏi sách giáo khoa phần đọc hiểu văn bản. Bài học đến đây là hết. Cô chúc các em học bài tốt. Hẹn gặp các em ở tiết học sau nhé. Chào tạm biệt các em.